Gốm Nhật Toki xin chào anh chị. Anh chị ơi, hôm nay Gốm Nhật Toki giới thiệu cho anh chị mình một chiếc dĩa có tên gọi là Tùng Hạc Diên Niên. Và về tổng quan chiếc dĩa này thì chúng ta sẽ có một cây tùng ở phía trên, một bức tranh phong cảnh với một cặp hạc nhé cả nhà. Và cuối cùng ở phía dưới viền dĩa thì chúng ta sẽ có hoa mẫu đơn và hoa mai của bên Nhật Bản nhé cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng tổng quan chiếc dĩa này. Về chiếc dĩa này thì trước tiên đưa đến kích thước cho anh chị mình. Với đường kính dĩa lên tới đó chính là tầm 40 phân nha cả nhà, 41 phân nha, 41cm. Với khung cảnh đó là tùng và hạc, ngoài ra thì có hoa mẫu đơn và hoa đào nha cả nhà. Bây giờ thì Gốm Nhật Toki sẽ quay cận cảnh chiếc dĩa này cho anh chị mình có thể nhìn ngắm nghiền em nó luôn nha cả nhà ơi. Đây, với khung cảnh đó chính là, thứ nhất đó chính là về phần cây tùng nhá, được vẽ tay hoàn toàn luôn ở phía trên này, vẽ vàng nhá. Cây tùng này rất là đẹp bởi vì từng cái chi tiết nhỏ bên trong này. Tiếp đến đó là khung cảnh những chú hạc với cái phần đuôi, phần chân, phần đầu này, mời anh chị cùng chiêm ngưỡng nhá. Đây, em sẽ quay sát cận cảnh cho anh chị xem chiếc dĩa này, rất là đã đúng cả nhà. Đây, được vẽ vô cùng tỉ mỉ luôn. Còn phía bên dưới chúng ta sẽ có đó chính là hoa văn họa tiết, đó chính là hoa mẫu đơn nha cả nhà. Hoa mẫu đơn với từng nét được vẽ tỉa tót của người nghệ nhân. Và phía bên góc thì chúng ta sẽ có hoa mai nữa, hoa mai của Nhật nữa nhé cả nhà. Một chiếc dĩa được vẽ tay và vẽ vàng chuẩn chỉ của người nghệ nhân nha. Đây là phía mặt đằng trước, phần viền vàng xung quanh. Còn phía mặt đằng sau thì chúng ta cũng sẽ có là truyện ký của tác giả. Và ngoài ra thì còn có đó chính là hoa được vẽ đằng sau nữa nhé cả nhà. Đây, anh chị có thể xem cái nét hoa mẫu đơn và hoa mai được vẽ màu xanh nhá, vẽ cọ xanh. Còn bên đằng trước này thì sẽ vẽ là cả lam và cả màu luôn cả nhà ơi. Đây, đây là tổng quan chiếc dĩa Tùng Hạc Diên Niên này nhá. Hôm nay cũng nhất tôi khi có cơ hội giới thiệu cho cả nhà. Và nếu như mà anh chị yêu thích chiếc dĩa trưng bày Tùng Hạc Diên Niên với ý nghĩa là trường thọ và bình an thì anh chị có thể liên hệ với Gốm Nhật Toki nha. Với số điện thoại đó chính là 0901112334 để em Toki có thể giao lưu cho cả nhà mình. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm tiếp theo của Gốm Nhật Toki.